Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ hai môn đệ từ Emau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em." Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây." Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng, thì người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: "Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê và sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm." Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu thánh kinh và người nói: "Có lời thánh kinh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này." Đó là lời Chúa. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cũng chiều hôm qua với bài tin mừng này, đặc biệt là ở khoảnh khắc được phép của cha quản hạt chánh xứ ngỏ lời, chúng tôi có kể một câu chuyện vui. Hôm nay xin mượn lại câu chuyện vui ấy làm phần nhập đề. Trong bối cảnh có hai môn đệ đi làng Emau, và câu hỏi đặt ra trước khi kể câu chuyện nhập đề là ai sắm vai vị linh mục chính xứ trong câu chuyện vui này. Trước khi ban phép lành cuối lễ, có vị linh mục chính xứ nọ ngỏ lời với giáo dân rằng: "Này anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em ơi, giáo xứ chúng mình có một tin buồn và một tin vui." "Tin gì vậy cha?" "Anh chị em thấy đấy, nhà thờ của chúng mình sập sệ quá rồi. Các vị chuyên môn nói có thể bị sập bất cứ lúc nào." "Thế tin vui là gì cha?" "Tin vui là chúng ta đã có tiền để lo cho công việc ấy." Mọi người thở phào nhẹ nhõm. "Yeah, yeah, chuyện bên Tây, thích lắm, để có sẵn rồi, phấn khởi, đẹp." Cha lại nói tiếp: "Nhưng rồi lại cũng có tin buồn và tin vui tiếp theo, mà nhất là tin buồn." "Tin gì vậy cha?" "Tin rằng
tiền thì có đấy, nhưng mà nó còn đang nằm ở trong ví, trong bóp, trong nhà, trong rương, trong ngân hàng của anh chị em, tài khoản của anh chị em. Bởi vì câu chuyện thì dừng ở đấy, mà chúng tôi nói có một tin buồn và tin vui là bởi vì hôm nay thì kể lại, muốn hôm qua đã thêm rồi, hôm nay thêm lại rất rõ ràng. Cũng câu chuyện ấy, và phần vui là sau khi nghe bài tin mừng hai môn đệ đi làng Emmau, sau khi chia sẻ nhiệt thành, sau khi tìm thấy được cảm hứng thì nghe lời Chúa, lòng mình bừng cháy lên, sốt sáng, đặc biệt là khi Thầy Giê-xu bẻ bánh, trao cho các ông nhận ra Thầy của mình, mặc dù trước đó đã nghe các bà chạy ra mộ từ sáng sớm trở về nói rằng Thầy đã sống lại, chúng tôi đã thấy Thầy, Thầy bảo là sẽ gặp các ông ở Galilê. Nhưng hai môn đệ này không tin, bèn bỏ về Emmau. Thì câu chuyện kể như vậy đã có ứng nghiệm, không biết đúng cho vị cha xứ nào. Có người bảo là chắc cha xứ Thánh Bường, Thánh Tống biết Bường, bởi vì đã nhận đến khoảnh khắc này là cũng nhiều lắm rồi. Sau thánh lễ 8 giờ sáng nay, theo các vị thống kê đã nhận được của quý ông bà anh chị em 108.172.002 đô la Mỹ và 50 đô la Úc. Còn thánh lễ chiều và thánh lễ lúc 7 giờ tối nữa. Thưa cộng đoàn, nhập đề đến đây thì đã thấy là bắt đầu vào phần thân bài được rồi. Nhưng đã lỡ có người nói vậy là cha xứ Thánh Bường chứ còn ai, thì chúng tôi lại mạo muội nghĩ cũng có người nói không, thần thái như cha quản hạt. Đây là câu chuyện mà công vụ tông đồ dạy, cho thì có phước hơn là nhận. Không chỉ là đầy cảm hứng, đầy thánh thần trong công tác mục vụ của Ngài, có người đã còn thấy sự quảng đại, rộng rãi, sẻ chia của Ngài và niềm vui được làm những việc tốt lành trong đời, diễn tả đức tin. Thì xem ra có vẻ như người nào nghĩ vậy cũng rất đúng, nếu không muốn nói là đúng hơn. Riêng chúng ta trong khoảnh khắc này, dưới ánh sáng của bài tin mừng, chúng ta hãy nói có lẽ đúng nhất, đặc biệt trong bài tin mừng, là hai môn đệ trên đường Emmau đúng ở chỗ buồn là vì thầy mình chết rồi, nhưng vui là được gặp người bạn đồng hành. Gặp người bạn đồng hành cũng vẫn chưa vui lắm, cũng còn mênh mang cho đến khi được giải thích về Thánh Kinh và lòng bừng cháy lên vì hiểu thầy đã từng nói trước đó. Đặc biệt hơn nữa, niềm vui thực sự là vui lớn, bởi vì khi thầy bẻ bánh thì được dịp chứng kiến rõ ràng, ồ, vị này chính là thầy của mình đây mà. Không biết lúc đó hai môn đệ này, vì Thánh Kinh không ghi lại chúng ta không biết, nhưng biết đâu thầy ơi, thế cái tay thầy đâu, cho con xem lỗ đinh, con cũng không đến nỗi cứng lòng như Tô-ma đâu, nhưng mà cho con xem một tí, nếu tay có con cũng chưa tin mà còn chân nữa, hay là thầy cho con coi luôn cả cạnh sườn của thầy cho rõ ràng, có đúng là thầy không đây. Nói thì giống quá rồi, chia sẻ Thánh Kinh thì đúng quá rồi, bẻ bánh ra thì y chang, nhưng mà liệu có phải thật là thầy không? Không, chúng ta không biết, Thánh Kinh không ghi lại. Nhưng cái kết quả tuyệt vời là niềm vui quay trở lại Jerusalem để nói với những người đã từng nói với mình là thầy sống lại và đã gặp. Thì tôi, hai môn đệ đi Emmau đây cũng đã gặp thầy rồi, báo cho anh em biết, báo cho chị em biết, hãy vui mừng lên, bởi vì thầy đã sống lại. Xem ra
hai môn đệ đi làng Emmau có niềm vui và đang ở trong niềm vui tuyệt vời. Niềm vui ấy ước gì cũng là của chúng ta. Và đây là phần kết luận. Bởi vì làm gì thì làm, bởi vì tin gì thì tin, nếu Thầy Giê-xu không sống lại, nếu đó không phải là niềm tin mà trở thành đức tin kiên vững của mỗi người chúng ta trong đời sống, có vui có buồn là tất yếu, thì kể vui với buồn cũng chỉ là những chuyện không cần thiết. Song một khi đã có niềm tin vững vàng này thì vui thì càng vui, mà buồn thì không quá buồn. Nếu không muốn nói, buồn là một nhịp trong toàn cục của một giai điệu Chúa đã sống lại phục sinh. Hay là nhiều là phách nhẹ trong phách mạnh, nhịp nhàng của một giai điệu Chúa đã sống lại rồi, Chúa đã phục sinh thật rồi, Chúa đã hiện ra với nhiều người lắm rồi, và rồi đây còn lên trời trước mặt rất rất nhiều người khác nữa. Lạy Thầy Giê-xu, xưa đã không chỉ xuống thế làm người, xưa đã không chỉ 30 năm sống ẩn dật, xưa đã không chỉ dành quãng 3 năm để rong ruổi loan báo tin mừng cứu độ. Đặc biệt đỉnh điểm của 3 năm ấy là cuộc thương khó, tử nạn và phục sinh tuyệt vời, làm chứng và hiện ra trở thành một dấu chỉ cho tất cả chúng con hôm nay. Khi sống niềm tin được loan báo ấy thì cần sự vững vàng trong đức tin là Thầy đã sống lại, Thầy đã lên trời, Thầy hứa hẹn về trời để dọn chỗ cho tất cả những ai tin vào Thầy để được hưởng ơn cứu độ. Cuối cùng, chúng con cảm ơn Thầy đã ban ơn ấy. Xin ban ơn cách riêng cho tất cả chúng con hôm nay trong thời đại đầy ắp những thông tin làm nghịch hướng, làm đổi chiều, làm đang vui thành buồn cho nhiều người chúng con. Xin chuyển hóa những nét buồn, những cung buồn trở thành những nét vui bản nhạc Chúa đã sống lại rồi, bản nhạc tin cậy mến vững vàng.